Tất cả đều có là mấy chục con. Như này. Ủa mẹ thôi. Ủa thôi. Ủa thôi. Ui giời ơi. Lên cho anh xem, cho anh xem. Còn hãy vào đi. Ui giời ơi, nhiều thế. Ui giời ơi. Bỏ hắn lên bên ra. Ui giời ơi. Nhanh nhé, mẹ mày lỗ lắm nó về mẹ rồi. Kiểm tra ở trong đây. Đây mọi người nhá, thì vừa nãy có người đi vào đây, chủ nhà vào đây dọn dẹp cái trang trại lợn này, thì có phát hiện ra rắn và gọi thầy trò mình đến bỏ có mấy con cơ. Cho hết ở đấy ra, cả bên kia còn ra nữa kìa, sợ quá cũng không nói được rõ là ở chỗ nào, nhưng mà bỏ trong mấy cái tan chuồng lợn này. Đây mọi người, nhà người ta trong đồi trong núi người ta có thấy không? Ui kia dưới đây, kia đây. Ui mẹ ơi, ui đây rồi. Ui dọn hết cái này ra, dưới này từ cào hết cái này ra, cào hết cái này ra, cào hết cái này ra, đây này, ui con rắn này, rồi mẹ ơi, ui tỏa lắm. Cào cái này đó mày. Lấy cái thuỏng, lấy cái cào hết đây. Đây mọi người nhá, đây là trên đồi người ta xuống dưới nhà người ta này. Đây, người ta đang dọn lên cây này. Đang dọn ra để chắc là để tu sửa lại để chuẩn bị ít nữa lại chúng ta làm mà. Cào mạnh nhất mày. Đây nó ngoái nhiếc là nó hỏng, người ta dựng hết thành đống như thế này. Sập hết rồi. Ông cứ toát mồ hôi, ông chạy mất, ông có dám quay lại đây đéo đâu. Ông ấy quay lại mà ông ổn, thôi tao sợ nó, tao quay lại. Mặt tại sao luôn. Đây, còn cái bên trên này em ạ. Cho bên trên này ra. Lật hết ra, cào hết cái kia ra. Ui giời ơi. Ui mẹ ơi. Ui ông bà ông bà ơi. Con to đùng. Đây mọi người. Đây. Ui đây này. Ui giời. Làm lắm em ơi. Thế thì ông có sợ là anh ấy nó không đùng ta trong kia kìa. Này mà. Nó bò kìa. Nhấc hết ra anh sao rồi. Dựng hết ra. Đây mọi người nhé. Chưa biết. 3-4 con. Thế thì nó áo con đùng. Kinh thật. Năm năm. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi mọi người. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Cái này đều có là mấy chục con. Như này. Ủa mẹ thôi. Ủa thôi. Ủa thôi. Ôi giời ơi. Lên cho anh xem. Cho anh xem. Còn hãy vào đi. Để em. Ôi giời ơi. Nhiều thế. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Cái gì vậy. Ôi một ố. Lôi lôi. Ui giời ơi một ổ rắn đổ hang. Ôi trời ơi, ông Vải ơi. Ui mọi người ơi. Dạ mà. Ui trời ơi. Ui trời ơi, con này nó to đấy. Ui mẹ ơi. Ui trời ơi. Ôi anh ơi, chờ đâu nằm ở đây nhiều lại. Ui trời ơi, nó ngủ đông ở đây rồi. Ui con này đang lột. Con này đang lột mọi người. Mắt nó đục ngầu này. Ui trời ơi. Dạ man. Ui trời ơi. Ui mày quá chứ con. Một ổ giá đổ mang khổng lồ. Kinh. Con rồi. Kinh. Không biết là bao nhiêu nhưng mà ui giời ơi. Chưa mà chứng kiến anh ạ. Con này to này, cháu ơi, con này to này. Con này to chưa mọi người này. Ui giời ơi. Mày to thì một bên lại không ngắt. Ui giời ơi, bao giờ gặp cảnh tượng đã đổ mang này chưa. Ui trời ơi, sao con này màu này nhỉ. Ui giời ơi, đưa mày đưa anh cái móc cái xe. Anh thì tản nó ra xem thế nào không ạ. Cắn nhau rồi, cắn nhau rồi. Ui giời ơi, mọi người ơi. Cắn nhau bao nhiêu con mà kích thúng này em biết. Ui giời ơi, mọi người này. Một vẻ này. Kinh. Ui con này anh em mình chắc lập ra chắc ui giời. Ui con xanh, con trắng, con đen, con vàng. Dù các loại màu luôn mọi người ạ. Con này to chưa. Ui mẹ ơi.
Cái khủng này đi. Bao giờ mà cái ổ rắn nào nó lại nhiều đến mức độ này? Như thể to bắt tay mình. Ui giời, ổ này đến trăm con không? Trăm con đấy, cũng kia đến trăm con đấy. Trăm con cũng hết đấy chứ bùi. Ôi, chưa hình như con đầu đàn rồi. Hay có cái con vừa bơi, con bơi ngược. Ui giời, bò ngược đấy. Bò ngược đấy. Ui giời, mẹ sư rắn gì mà lắm thế này. Chứ em nhìn cái ổ rắn này em sợ em. Con đấy màu khác nhỉ? Con này to này. Ui, con này to. Dã man, to đại tướng này. Con này. Ui, cái đàn đầu đấy nhở? Ui giời, ui. Dạ màn nhá. Cái con mẹ nó chọn điểm. Đây nó gặp được nó xuống đây rồi. Đúng rồi, trên này nó chưa bao giờ mà mình gặp ổ rắn hổ mang nào to như này luôn. Xong rồi đây mọi người nhá, gần như là chưa bao giờ mình gặp một cái ổ rắn hổ mang nào nó to như này mọi người nhá. Kinh khủng. Tim em chạy ra ngoài rồi đấy. Sợ thật. Thằng Mạnh chưa dừng sẵn. Vậy chỗ này có bằng hàng tạ rắn. Em rút hết tay. Chỗ này có bằng hàng tạ rắn luôn đấy. Với Mạnh đang gồm nhau này. Ôi em nhắc cái miếng tôn lên phát mà hút hồn luôn đấy. Ôi, được 2-3 con chứ không ngờ lắm thế này. Sợ mà này. Sợ thế. Ê mọi người nhá. Chưa bao giờ mình gặp một cái ổ rắn nào nó nhiều như cái ổ rắn này mọi người này. Ừ. Ôi giời ơi, chị mẹ ơi. Ấy đời, một con nào đây chút chị Vi ơi. Toàn hết mồ hôi. Chưa bao giờ gặp được ổ rắn nào như này luôn. Kinh khủng. Ui, ui. Đây, đây. Ê mọi người ơi. Đấy, nó phì ấy. Nó phì ấy. Kinh khủng. Sợ. Trưởng thôi. Ôi giời. Ồ rắn. Em nhìn thấy cái con này. Nó có con nhảy nhỉ. Góc chân luôn này. Con này nó to. Góc chân. Cổ tay em. Cổ tay mà em đưa gì. Đâu như góc chân này. Như góc chân này. Để bắt thử con này ra thử nhá. Ừ. Nhấc nhấc thử đấy là sao. Đúng con đầu đàn đấy đó. Một đứa đấy đâu. Ôi giời. Dại nhớ. Mẹ mày trời ơi, tay dương sao mà to quá. Không bằng được ấy. Ui. Bắt trước đấy nhỉ. Đấy là đoạn đuôi thôi. Ui trời ơi. Ui giời. Ôi mọi người. Ui nó phi. Ui giời. Dạ mà. Con cu con này đẹp thế. Con này đẹp đấy mà. Sao con này to nhỉ? Con này to thế. Ui ui. Ui. Cái nó bóng lư. Nặng lắm. Ê. Phun luôn. Phun luôn mọi người ạ. Phun nào luôn. Này. Cận cảnh cho mọi người xem này. Ui giời. Con này nó to thế không bảo ông vải. Con nào đang được. Màn nhỉ. Này. Mọi người nhìn luôn. Kinh khủng luôn. Mẹ rắn đéo rồi thế này. Ui. Ui. Cẩn thận. Ui này xác con này đang lột này. Con này đang lột xác này. Đây mọi người này. Đấy. Trong này có con vàng chóe này. Ui, giống vàng chóe. Ừ, cái con vàng kìa. Ui, trời ơi, chạy. Đó, nó chạy rồi. Mẹ, chưa bao giờ mà gặp được cảnh tượng này mọi người nhé. Mọi người gì? Ui, mọi người đã bao giờ xem thấy một cảnh tượng hổ rắn hổ mang nó khủng tởm như này bao giờ chứ? Sợ thật luôn. Ui, con này nó to. Nhắc quỳnh ngoài này. Quá dễ ạ. Này. Con kia cũng to bên trong cả. Con này là. Đây này. Trong này cũng to. To mà cái mặt trăng cũng rõ chứ. Cái đàn này kiểu gì ở trong đây cũng phải có 3-4 con đầu đàn đấy. Ui giời. Ui này. Có khi con này là con bố mẹ của bọn này ấy nhỉ? Không phải bố mẹ đâu. Không phải bố mẹ nhưng mà kiểu như là nó ngủ đông kiểu gì nó cũng... Ui mọi người này. Ui đây đây đây. Con kia sao màu nó buồn cười kìa. Đấy. Đấy cái con nó đang trườn trườn mà chồng chỉ cái ấy hả? Đấy. Đấy, đấy, đấy. Ôi này, đây cũng tỏ nữa này. Mới làm tỏ được một thời gian ở đây thôi, nó mới ngủ qua đây. Đây trong này có con vàng. Đi ngủ đấy. Ui, hai con vàng đầu nó thò ra rồi. Ôi làm rắn quá mọi người. Ôi thằng mới làm nó lại càng nhiều chứ. Cẩn thận nha. Ôi nó bay cái đầu nữa anh ơi. Ui giời. Ôi mọi người thấy thể thấy chưa. Này. Ui. Ui giời ơi. Ui giời ơi này. Xin chào Bella. Anh ơi. Bạn đi kìa. Đi cái gì kìa. Ui nó nằm ở bên trong mà nó còn như thế cơ mà. Đây đây. Bella. Sợ luôn. Mọi người nhìn thấy chưa. Này. Này. Đây các bác nào nhìn thấy bắt đầu nhìn thấy ổ rắn này bao giờ chưa? Đấy, lần đầu tiên trong lịch sử. Này là vỡ cảnh vỡ kế hoạch kia. Ở này chắc là xin đẻ tung kế hoạch thật. Khủng khiếp luôn.
chưa bao giờ mà mình gặp một cái ổ rắn hổ mang nào như ổ rắn này. Con này to đấy. Đấy. Đấy á. Đấy. Đấy có phải. Ui, con này to này. Con này cũng to này rồi. Rồi anh ơi. Ui. Ui giời ơi. Ôi, cặp này khổng lồ rồi. Ôi, này. Ui, có hai con này to chưa? Mà giống nhau nhỉ? Hai con này nhỉ? Hai con này hai con được con cái rồi. Như hai con trần sợ thật. À đúng rồi. Con này là con đực kìa mọi người này. Con cái đuôi nó. Đây con cái đuôi nó ngắn trần này. Đây mọi người nhé, từ cái lỗ đít này nhé, đây nhé, đến cái đuôi của nó rất là ngắn, nhưng mà con đực thì nó dài, con đực nó dài hơn nhiều. Đấy mọi người thấy chưa? Ui. Ôi trời ơi, cái này chưa bao giờ mình gặp cảnh tượng này. Ông ấy có ông, bác ông ở đây, ông ấy làm đến vào dọn nhà. Ui, mọi người. Ui, còn đánh gành lên. Vào dọn nhà thì bắt đầu là cái trang trại lợn này của người ta mọi người nhé. Ôi dùng ơi chất dùng. Thì bắt đầu Nó bắt đầu tấn công rồi. Sợ nhỉ. Chưa bao giờ thấy một ổ rắn như này luôn. Cái này là tạ rắn. Tạ rắn đấy. Ui tạ rắn mọi người. Ôi nó cắn nhau kìa anh ơi. Thế tao cũng cắn ra nhau kìa. Ui đây đây à mọi người. Cắn nhau kìa. Cắn nhau. Nó làm yên thì không sao. Khi nó thấy mình vào phát là nó cắn nghe. Trời. Thôi thôi lấy túi đi. Được không? Lấy túi đây cho giữ bắt rồi đi. Ôi nhưng mà này cầm đi có mỗi túi này ăn thua gì chứ cô. Hả? Cứ bắt cho con nào bắt đi. Bắt đi. Xong bắt đầu là tính xong. Móc đâu? Ui giời. Móc. Ui giời mọi người. Nào. Dã man luôn. Chỉ vì được rước cái mạo. Này chưa? Đây.